lên lần nào cũng than phiên hoài, nói hoài, cũng kêu đưa tiền lẹ lẹ gấp gấp, đưa tiền lẹ lẹ gấp gấp, nói vậy hoài tới đâu cũng 4 tháng mấy giờ, mẹ thấy 3 tỷ mấy mẹ dừng, thế là lo hết nổi, thế là nói với cô, nói với thím, nói thôi thím hai ơi, bây giờ tôi lo hết nổi rồi, mà lời lãi tôi đóng không có tiền đóng nổi, thôi thím tôi kêu cộng đồng tiếp, cứu tôi. Cái dãy lên nói chị kêu cộng đồng vậy thể hiện tôi để đâu, la làng làm quá thì thấy mẹ cũng nói thôi, còn mấy chú mấy đứa con nói thôi đi, mẹ kêu cộng đồng á thì bà bỏ, thôi mẹ gán đi, mới gán thêm 1 tỷ sau nữa là kêu mẹ thì lo 1 tỷ đi, rồi hoặc mộ, rồi 20 ngày á, thôn tháng đi rồi tôi cho mượn lợi, rồi chị trả anh ta. Nói vậy không cho mượn lợi rồi đó, tới 5-6 tháng này nó mới đóng lãi hoài hoài luôn. Rồi kêu lo 200 triệu mướn luật sư. Mà giờ mẹ cũng không thấy luật sư đâu, và không thấy luật sư là cho làm một lá đơn hay là không thấy cái mặt ông luật sư nào chứ. Là trời từ trước tới giờ là những gì mà cô Bí Ẩn nói là chỉ nghe thôi chứ không thấy ai. Không có thấy ai, không thấy gì trơn, mà dẫn mấy đứa này đi thì ra tới Sài Gòn thì cũng nói gặp ai gì mà không gặp ai chứ, đi ra 2-3 ngày đi về. Rồi 2-3 ngày đó ở đâu? Ở nhà bà ngoài thành phố á, ngoài gì quá đó, ngoài Thủ Đức. Dạ Thủ Đức vậy đó. Rồi nói vậy á, rồi đi về, rồi mẹ đau cái gì nữa nè. Cũng như là kêu Vũ á đi xuống dưới chỗ mà mình ở lặn mò đó. Dạ. Rồi nói với mấy ngự dưới á, cho người ta chấp nhận mình là đi xuống đó lặn mò. Rồi kêu người ta ký vô. Dạ. Rồi Vũ nó cũng đi xuống dưới, nó cũng đi nói mấy giờ tròm xóm đó đó. Rồi người ta cũng đồng ý, nó ký cho mấy chục người. Ký vô cái giấy mấy chục người. Rồi về kêu ông Vũ thì làm tờ tiền trình. Rồi đi ra đem ra thành phố á cho mới gặp ai với trình đó. Rồi đi ra thành phố rồi gặp ai, có gặp ai đâu, rồi nói Vũ thì làm tờ trình với cái này sai hết rồi. Rồi đi về vậy rồi, bà mẹ không có biết cái gì là cái gì trơn luôn. Từ hầu mà mẹ mà kết thúc vô mà lời nói cổ nói không, mà nói mẹ không có thấy dính dáng cái gì với mẹ trơn. Bà mẹ suy nghĩ lợi là mẹ nói với chú Bảy thôi, chú Bảy ơi, cái này là mình bị gạt rồi chứ không có đường nào khỏi, chú Bảy ơi. Giờ tôi ra quá tiền quá nặng rồi, bây giờ tôi sắp chết. Giờ tôi không có còn cái gì nữa mà để lo để đi nữa cho chú Bảy không. Rồi ông nói thôi chị chứ giờ tôi cũng không biết làm sao. Giờ tôi nói giờ tôi hết tiền, hết tài sản, hết gì hết. Và như tất cả quý vị và các bạn vừa được nghe đó, thì mẹ chị Hà có nói rằng là có đưa anh Vũ và đưa gia đình chị Hà đó đi gặp ai mà thực ra là không có gặp ai hết nha. Tất cả nó là một kịch bản, đây là dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải là gặp ai hết. Bởi vì mẹ chị Hà có nói rồi là đưa anh Vũ đi ra Hà Nội nha, đi ra ngoài đó 3 ngày chỉ có ăn ở trong một khách sạn thôi, sau đó bảo là ở cái giấy tường trình sai đi về, là mất bao nhiêu tiền để cái cuộc đi đó, nhưng mà kết thúc là có gặp ai đâu đó. Sau rồi lại đi lên trên cái đi về cái chỗ mà công ty của bà ấy, cũng vô đó mà gặp ai cũng không gặp ai hết. Mà đến đó hả, là cô này cô nhốt anh Vũ ở trong phòng và chửi cả mẹ của chị Hà và chửi cả anh Vũ. Nói chung là cứ hỏi đến cái quá trình điều tra là cô chửi. Bởi vì sao? Bởi vì cô không muốn cho anh Vũ và mẹ của chị Hà tiết lộ với ai, cấm không cho anh Vũ gọi điện thoại, cấm không cho anh Vũ liên hệ với ai. Mọi người thấy không, là mỗi lần mà cô bỏ đi gặp người này người kia là không có gặp ai hết. Thì đây cũng chính là cái lý do mà mẹ chị Hà đã nhận ra là đã bị gạt. Mà em hỏi tất cả mọi người, số tiền này là số tiền 4-5 tỷ, làm sao mà cô ăn được, làm sao cô bị ẩn nuốt được. Mẹ chị Hà đã nói rằng là 3 tỷ mấy thì mẹ chị Hà đã dừng lại rồi, với là cảm thấy không có xong. Xong rồi là mẹ chị Hà mới nói là thôi để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Thì cô bí ẩn nói là bây giờ mà kêu gọi thì cái mặt của bà thể diện để ý đâu. À, hóa ra là không cho kêu gọi bởi vì sợ mất thể diện. Thế là mới bảo mẹ chị Hà là phải mượn thêm 1 tỷ nữa. Đó, bảo mẹ chị Hà mượn thêm 1 tỷ nữa là cô cứ mượn đi. Đó, 20 ngày nữa là tôi cho mượn lại. Nhưng mà 20 ngày nữa thì cô không cho mượn lại. Bởi vì sao? Cô đã lấy cái tiền đó của gia đình, cô đi tiêu hết rồi, lấy đâu tiền cho mượn lại. Đó, thực ra là cô này cô ấy tính là bảo mẹ chị Hà là đưa tiền cho cô để cô đi lo. Mà cô không lo gì hết á, cô để tiền ở trong nhà.
sau đó cô lại cho gia đình mẹ chị Hà mượn lại tiền đó để cô lấy tiền lời. Hồi theo là cô đó là cô đi lo rồi. Nhưng em hỏi tất cả mọi người, cái việc mà quật mộ hay không ấy, nó đâu phải là do cái miệng của cô nói là được. Còn cái vấn đề luật sư, mẹ chị Hà đã nói rồi, cô biết ở nói đi thuê luật sư. Nhưng mà không có một luật sư nào đến gia đình, không có một luật sư nào gia đình gặp, và cũng không có bất cứ một cái tờ cam kết, một cái tờ gọi là hợp đồng là luật sư, mà lại mất 200 triệu. Và sau đó chưa dừng lại đâu quý vị. Trong thời gian gần đây nhất là cô Bí Ẩn tiếp tục là lừa gạt tiếp, là gọi cho anh Vũ và báo với anh Vũ rằng là cái hợp đồng luật sư ấy là nó chỉ có cho năm 2023 thôi. Mà em hỏi tất cả mọi người là cái hợp đồng luật sư ấy, và từ tháng 8 đến tháng 12 là chỉ có 4 tháng à, mất 200 triệu. Mà gia đình lại chưa biết mặt luật sư là ai. Mà cô Bí Ẩn có nói rằng là hết hợp đồng, bây giờ sang năm 2024 ấy, mà muốn luật sư đã làm tiếp lại phải ký hợp đồng và thêm 200 triệu nữa. Mà em hỏi tất cả mọi người luật sư đó là ai? Không có luật sư nào hết, gia đình có gặp đâu. Đó, em hỏi tất cả mọi người là chỉ cần chúng ta nghe những cái gì mà mẹ chị Hà nói là chúng ta đã nhận ra được cô Bí Ẩn này có thực sự là muốn giúp gia đình, hay là giúp gia đình nợ nần chồng chất và lấy được số tiền đó 4 tỷ. Em nói tất cả mọi người á, trong cái 4 tỷ 500 triệu này là cô Bí Ẩn không có đưa cho bất cứ một ai hết. Bởi vì sao? Bởi vì cô Bí Ẩn chả quen ai hết. À, bởi vì mỗi lần anh Vũ nói là cô Bí Ẩn đưa lên trên gặp người này người kia đó, toàn là đi lên trên nhà, xong ở trong nhà nhốt trong phòng, xong đi về. Xong rồi là cái vấn đề mà cô nói là đi xin chữ ký đó, đi ra Hà Nội 3 ngày trong khách sạn, xong quay về. Có gặp ai đâu. Vậy mà tiền mỗi lần đi hả mấy trăm triệu, mà cô Bí Ẩn chưa bỏ ra 1.000 nào. Nha, toàn là tiền anh Vũ, gia đình vay mượn, lời mượn lãi, mượn nặng, mượn nhẹ để lo cho cái vụ việc này không. Em hỏi tất cả mọi người, gia đình chị Hà là cái người bị hại nha, yêu cầu làm sáng tỏ điều tra, mà đến bây giờ gia đình giống như đang đi chạy án, mất 5 tỷ. Em hỏi tất cả mọi người, 5 tỷ mà có kết quả đâu không đỡ. Không có kết quả gì. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền đó nó đã đi về đâu đâu. Thực ra nó chỉ từ túi anh Vũ đến tài khoản của cô Bí Ẩn, nó dừng ở đấy rồi, nó có đi đâu đâu. Mà em hỏi tất cả mọi người, cô Bí Ẩn cô nói là cô quen biết ở cô là bác của gia đình nha. Mà em hỏi tất cả mọi người, bác ở đâu ra mà giúp gia đình mà tận 4 tỷ hả quý vị? Đâu phải là ra cô Bí Ẩn giúp cho anh Vũ được thoát án, đúng không? Thoát cái tội chết đâu hay là như nào đâu mà mất 4 tỷ. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người là gia đình chị Hà bây giờ chả còn gì nữa, mà cô vẫn còn nói là không được liên hệ với ai, đang trong quá trình điều tra. Có thấy một cái điều lạ là khi gia đình chị Hà công bố thông tin rồi, không thấy cô Bí Ẩn lên đính chính nhỉ cô Bí Ẩn? Không thấy cô Bí Ẩn lên đính chính là tiền đi đâu, 4 tỷ tôi tiêu cái gì, là tôi đi gặp ai, đúng không? Không có gặp ai hết. Em nói tất cả mọi người rồi, thực ra là cô Bí Ẩn này cô ấy vẽ ra một cái màn kịch quá siêu. Cô lấy cái lòng thương cộng đồng mạng, cô lấy cái gọi là gia đình đang đau buồn, đang ở tột cùng của đấy, mà vớ được cô giống như vớ được vàng vậy á. Thế là bây giờ cô tự tung tự tác, cô cấm gia đình, cô chửi cả mẹ chị Hà, cô chửi cả anh Vũ, cô cấm người này, cô cấm người kia, mà trong khi đó cô có giúp gia đình cái gì đâu. Nhưng mà gia đình thì lại tin vào cô, bởi vì cô nói quá hay, cô nói đánh thép, cô nói tuyên bố cô đi đến cùng rồi cô giúp gia đình đó. Khi cái vụ việc này chưa được phanh phui ra thì mọi người bảo là chắc cô Bí Ẩn sẽ đem 4 tỷ về trả nợ giúp anh Vũ, thấy không? Trả nợ đâu không thấy, mà cái tiền đó lại chính là cái tiền đã chuyển khoản cho cô Bí Ẩn. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, chứ cô Bí Ẩn cô lo cho ai? Cô lo cho ai mà anh Vũ lại phải chuyển tiền cho cô? Cô lo cho ai mà anh Vũ không tự đưa mà lại cứ phải chuyển khoản cho cô? Riêng chỉ cần những cái biên lai chuyển khoản cho cô thôi là cô đã đủ để bóc lịch rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái số tiền nó quá lớn. Cô lo cho ai mà phải đến tận số con số mấy tỷ? Cô lo cho ai mà trong khi đó anh Vũ có nói rằng là cô cứ nói là đi gặp người này người kia, nhưng mà anh Vũ chưa bao giờ gặp được ai. Cứ lên trên thành phố là cô bắt vô khách sạn, là ngồi đó chờ để cô đi liên hệ riêng. Mày đưa cho cô 200 triệu đi để cô đi liên hệ riêng. Xong về cô bảo xong rồi, đó 200 triệu mới đưa đấy, bằng chứng đâu. Xong rồi đi về. Đó, đấy là cái việc mà cô Bí Ẩn đi gặp người đặc biệt đấy quý vị. Xong rồi cô Bí Ẩn lại vẽ ra cái chuyện đi ra Hà Nội, ra ngoài bộ, cô nói đi ra ngoài bộ, ra gặp ai? Lại nhốt ở trong khách sạn, mà ở đây đi để cô đi gặp người này người lớn, người này người kia.
Đó, 3 ngày xong cô bảo là cái đơn này sai rồi. Thôi bây giờ quay về làm lại rồi, xong hết thêm 1 tỷ nữa. Em hỏi tất cả mọi người là cái đồng tiền nó mất nó quá vô lý. Nó quá vô lý đi. Nó không có một cái lý do nào để mà gọi là để tốn tiền vào cái việc này. Chị em hỏi tất cả mọi người cái lý do nào, cái lý do nào mà luật sư ở đâu ra mà không thấy mà gia đình lại phải mất tiền. Xong bây giờ cô Bí ẩn cô còn nói là anh Vũ làm mất hợp đồng luật sư. Mà trong khi đó anh Vũ có làm cái gì đâu mà mất hợp đồng luật sư. Bởi vì cô đã ăn hết cái số tiền đó rồi. Sau đó cô lại không nghĩ ra cái gì để ăn tiếp. Cô lại bắt anh Vũ là phải gia hạn thêm 1 năm nữa để ăn thêm cái tiền đó nữa. Em nói với mọi người rồi là cô Bí ẩn ấy tàn nhẫn anh có thể làm rất nhiều, rất nhiều lần. Bởi vì cô đã lợi dụng trong lúc gia đình ấy họ đau thương cùng cực để cô ăn cái đồng tiền trên mồ hôi nước mắt. Đấy mới gọi là cái sự tàn nhẫn cục cực của cô. Đấy, mọi người cứ bảo là cô Bí ẩn cô là người tốt. À, cô giúp gia đình. Thấy không? Giúp đó các mọi người. Giúp bây giờ anh Vũ phải chuyển khoản cho tôi đến 4 tỷ rưỡi. Mà trong khi đó gia đình là người bị hại. Đúng không? Ví dụ như em hỏi tất cả mọi người, ví dụ như gia đình anh Vũ là cái người đã hại người ta đi thì em không nói. Gia đình mình là người bị hại mà lại phải mất 4 tỷ rưỡi. Mà còn chưa tính những cái khoản chi phí đi lại. Vậy thì em hỏi mọi người là cái tiền chuyển cho cô Bí ẩn đó, cô đã làm gì? Cô đã chi cho những ai? Cô đã cho tiền những ai? Mà mỗi lần gặp mẹ chị Hà là phải gấp, đưa tiền gấp để xử lý, đưa tiền gấp để quật mộ. Em hỏi tất cả mọi người chứ, gia đình chị Hà đã khó khăn cùng cực rồi, đã biết gia đình người ta mất người đã phải khổ cực rồi, mà cô còn lỡ lòng nào đưa thêm 1 tỷ nữa để quật mộ. Em hỏi tất cả mọi người, quật mộ để giám định lại mà lấy được ra mất 1 tỷ. Mất 1 tỷ cho ai cô biết ẩn? Em đang thắc mắc là cô bảo quật mộ nhưng mà kết thúc lại là không quật mộ mà mất 1 tỷ. Vậy là 1 tỷ đó cho ai? Rồi luật sư của cô đâu? Cái luật sư nào là nắm hồ sơ của chị Hà? Cái hợp đồng cái luật sư đâu? Không có. Đó chỉ cần như thế thôi là mọi người đã biết cô biết ẩn như thế nào rồi. Em nói mọi người là chưa hết đâu. Cái vụ việc này nó còn phanh phui ra rất nhiều. Rồi mọi người sẽ biết được bộ mặt của cô Bí ẩn là ai nha. Và mọi người sẽ biết cô Bí ẩn là ai. Để cô nói là cô làm sáng tỏ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là thực ra ấy, em nói mọi người á, cơ quan điều tra họ đang điều tra cô Bí ẩn chả biết cái gì hết. Cô cứ nói là công an đang điều tra, ở đang đợi. Đợi cái gì? Bởi vì là ở công an họ đang điều tra cô Bí ẩn có biết cái gì đâu. Cô cũng đợi kết quả như bao người thôi. Nhưng mà cô lại nói với gia đình là ừ đang làm, gần có kết quả rồi. Giống như em vậy thôi, em cũng nói được. Nhưng mà cô lại ăn quá nhiều tiền của gia đình. Đấy mới chúng ta mới thấy cái sự gọi là tàn nhẫn của cô Bí ẩn. Gia đình không còn tiền nữa mà cô vẫn còn bào là phải đưa thêm 200 triệu để gia hạn luật sư. Thực sự mà nói thì em nói mọi người là cái con người của cô Bí ẩn là chúng ta đã biết được như thế nào rồi. Đúng không quý vị? Đó, mọi người hãy góp ý với cái video này ủng hộ giúp em. Em sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin và diễn biến mới nhất để có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người nhé.